Xin chào cả nhà. Lại là máy ấm Titi đây cô chú và anh chị. Từ đây các em cún mèo đang sinh sống ở máy ấm. Kính chúc quý khán giả cô chú anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc. Và thưa cô chú và anh chị, hiện tại Titi đang đứng ở khu vực cầu Đức Hòa, tỉnh Long An. Hôm nay Titi sẽ dắt cô chú và anh chị đến thăm một ông chú già đang cưu mang hơn 40 em cún mèo ở Đức Hòa, Long An. Bây giờ nghỉ mệt chút xíu, thấy cảnh đẹp quá. Dừng lại một tí quay cho cô chú và anh chị trong và ngoài nước cùng xem ạ. Công việc đầu tiên mà bây giờ mình sẽ làm đó là đi mua một chút quà cho chú. Chị Giang Ngô gọi tổng cộng là 1,6 triệu cho chú La và các em cún ở đây. Chú đã già lớn tuổi rồi cô chú và anh chị, nhưng rất yêu thương các bé tại nhà mình. Và thật sự chú sống ở một cái nơi khá là hẻo lánh. Chú cũng không tham gia mạng xã hội, cũng không có số tài khoản luôn cô chú và anh chị. Vì vậy khi mà nhận quà cho các bé là Ti phải đi xuống đây thì mới trao được cho các con luôn cô chú và anh chị. Bây giờ mời cả nhà đồng hành cùng Ti ha cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Ngày mà Ti còn nhỏ đó quý khán giả, Ti hay ước mơ lắm. Ước gì mình được đi khắp mọi nơi, khắp bốn phương trời. Ti thích vậy thôi cô chú và anh chị. Chứ mình cũng không biết là được hay mất cái gì hết cả nhà. Và ngày hôm nay có lẽ là ước mơ của mình thành sự thật rồi đó cả nhà. Từ khi mà trở thành một máy ấm thì Ti có cơ hội đi bốn phương trời, mười phương vật luôn cô chú và anh chị ơi. Đi cứu hộ các bé nè. Ở rất là nhiều nơi trong các tỉnh thành, các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi có cơ hội được đi trao quà cho những cái hoàn cảnh khó khăn mà có trái tim nhân hậu, yêu thương những người bạn nhỏ bốn chân nữa cô chú và anh chị. Có những chuyến đi mình chả được gì đâu cả nhà, nhưng mà vui vui khoái khoái cái mình đi cô chú và anh chị ơi. Mưa gió cũng đi luôn, nắng cũng đi, đêm cũng đi, ngày cũng đi, khoái như vậy đó cô chú và anh chị. Dạ thưa cô chú và anh chị, hiện tại đi đến một tạp hóa rất là lớn luôn ở gần chỗ chú La và các bé sinh sống. Mua cà phê G7 nè cho chú nè, mua bánh cho các bé và mua một ít thức ăn. Còn bao nhiêu thì mình sẽ giao lại cho chú để chú mua những gì mà cần thiết ha cả nhà. Đó là lời chị Mạnh Thường Quân dặn Ti vậy đó cô chú và anh chị. Đã chọn xong rồi cô chú anh chị. Ti mua xúc xích nè, sữa nè, dầu nè, bánh, cà phê V7 và một bịch xà bông để mang đến cho chú và các bé. Bây giờ mình tính tiền ha cả nhà. Cả nhà mình ơi, số đồ này mua là hết 780.000 nha cô chú và anh chị. 780.000, bây giờ mình trả tiền nào. Trời ơi cả nhà mình ơi, nãy giờ tôi đi lạc rồi, lo cắm đầu chạy. Mua đồ cho chú La và các bé xong, cắm đầu chạy. Chạy như điên đó, xong rồi cái bị lạc mất tiêu luôn. Bây giờ dừng lại hỏi người dân thì người ta mới chỉ là mình phải vòng ngược lại thì mới đúng. Lần này là Ti đi một mình đó cô chú và anh chị, nên Ti không có nhớ đường. Gặp cái đầu mình nó hay quên đó cả nhà. Đi xuống chú La mấy năm qua thì chắc cũng vài lần, nhưng mà toàn chồng đi chợ không à cô chú và anh chị. Chứ Ti ít đi một mình lắm, không bao giờ đi một mình đâu. Bây giờ công việc ở máy ấm nhiều quá, có những công việc đó, bắt buộc mình phải đi một mình thôi. Hai vợ chồng Ti mỗi người ở mỗi một nơi khác nhau, nên Ti đi lẹt luôn đó cả nhà mình. Trời ơi, cô chú và anh chị ơi, con đường này chắc cũng phải nửa năm rồi không đi. Hồi nãy Ti đi vô rồi cả nhà, xong lại đi ra. Xong rồi Ti phải gọi điện cho chú La, Ti tính là dùng bất ngờ đến với chú và các bé, nhưng mà cuối cùng không nhớ đường cả nhà. Ti phải gọi điện lại. Lâu quá rồi không đi, cái mình không nhớ ra luôn sao đường nó cũng khác khác nha cô chú và anh chị. Trời ơi, hôm nay lạ quá luôn trời. Sao cây cối ông tầm nhiều quá. Con đường vắng que vắng quét luôn. Ý vậy ta. Cô thủ này bị lẹt rồi cô chú và anh chị ơi. Trời ơi ngõ cụt luôn. Sao kỳ vậy ta. Ngõ cụt rồi. Cuối cùng mà Ti đã tìm ra đường đúng rồi cô chú và anh chị.
đáng lẽ là phải quẹo tay tay này là tay tay phải mà nãy mình quẹo tay trái đi sai. Trời xanh xanh bao la, mây trắng 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 xóa, cô gái nô đùa dẫn bên cánh hoa vàng. Wow, mình đã từng tới được rồi, mừng quá cả nhà mình ơi. Để trao được món quà này cho chú La và các bé, mấy chục cây số luôn đó cả nhà, mới đi đến được đây á. Trời ơi, cộng thêm lạc đường đó chứ. Nhưng mà Ti rất vui cô chú và anh chị, rất vui vì được chia sẻ yêu thương đến những cái hoàn cảnh khó khăn, neo đơn khác mà không ai biết đến đó cô chú và anh chị. Anh chó chạy nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ủa? Hello lên thăm em nè. Em nè, bữa giờ sống khỏe không, vui không? Em mập lên. Dạ thưa cả nhà mình, hiện tại thì Ti đã đến chỗ chú La sinh sống và những em cún ở đây. Ở đây có một mình chú La thôi cô chú và anh chị, không có ai hết. Nên lâu quá rồi, bây giờ Ti thấy cây cối nó mọc tùm cỏ nè. Quá trời luôn. Tuổi già sức yếu mình đâu có làm cỏ nổi. Nhưng mà nhiều khi sống như vậy nó cũng tốt cho các bé đó cả nhà. Tại vì những cái cây cỏ này các con nó sẽ ăn vô khi mà nó bị đau bụng á. Rất là tốt. Ở mái ấm Ti Ti các bé nó ăn cỏ hết trơn, không còn một cọng cỏ nào luôn cả nhà. Cây cỏ, cây xạ, nói chung là những cái cây mà có lá mềm như vậy là các em nó ăn hết à. Ôi em mèo thấy mình em chạy trốn rồi. Mèo. Ti thấy chú La mua mấy cái chõng tre này là chắc cho mấy em mèo ở tối nó nằm ngủ. Nhưng mà nó nhát người quá. Trời ơi coi kìa. Chạy quá lạ luôn đó, cô chú và anh chị. Chạy như ngựa luôn, chạy quá trời luôn. Ok. Mình ra phía cuối vườn luôn ha cả nhà. Nhưng mà Ti đi đến đâu thì các em nó chạy trốn hết à cô chú và anh chị. Ôi chạy. Chắc chạy lên nhà hết trơn rồi. Đứng từ rất xa dò mình. Xong chạy tiếp. Bởi vậy đợt trước á, khi mà các bé ở đây được các mạnh thường quân của kênh Anh Siêu Nhân hỗ trợ triệt sản đó cả nhà, là Ti phải đến đây hỗ trợ cùng với các bác sĩ thì mới bắt được những em cún này để triệt sản đó cả nhà. Ôi coi em chạy rồi. Ôi. Chú già cả rồi đâu có bắt nổi đâu cô chú và anh chị. Em thấy mình em chạy trốn hết trơn. Ôi em ơi mà. Ôi em chạy. Nhiều khi Ti nghĩ chú La giống như là ngọn đèn treo trước gió. Chú đã lớn tuổi rồi mà một mình sống ở đây. Ôi thấy mình chạy. Không biết là ngọn đèn tắt lúc nào nữa cả nhà. Vì vậy có người hỏi số điện thoại của chú La để đưa những cái em cún mèo đến đây, Ti đâu dám cho đâu cô chú và anh chị. Thí dụ nếu mà giúp đỡ thức ăn cho các bé thì nó đỡ. Còn bây giờ chú già cả quá rồi, nuôi mấy chục em ở đây đã nuôi không nổi rồi. Làm sao mà nuôi thêm được nữa đúng không cô chú và anh chị. Hôm nay hên là trên đường Ti đi không có bị mưa. Trời rất là âm u luôn nhưng mà nó không đến nỗi chưa có mưa cả nhà. Chưa có mưa. Muốn quay cho cô chú anh chị xem nhưng mà mình là người lạ. Cái em nó trốn hết trơn.
Ôi trời ơi, em chạy nè, ôi em chạy, em chui lỗ chó. Thôi bây giờ mình lên phía đằng trước ha cả nhà, để khui quà của chị Mạnh, chị Thường Quân đã hỗ trợ cho chú Lam và các bé ở đây. Lâu lắm rồi chú Lam mới được nhận quà cả nhà mình. Và Ti rất vui cho chú và các bé nên cũng cố gắng lặn lội đường xa để xuống đây. Nó trốn rồi, nó chạy tùm lum hết chú ơi. Thôi mình đi lên đi nè, cháu giao cho chú cái này nè. Cháu giao cho chú cái này. Ôi em ơi. Nhưng chú cún ở đây nó già cỗi rồi cả nhà. Có đứa thì rụng hết răng luôn. Đi vô nhận quà nè, đi vô nhận quà nè. Đi tí, đi tí, đi tí. Đi rồi, vô đây nhận quà nha. Vô đây nhận quà của cô Trang Ngô gọi cho tụi con nè. Nhà mình ơi. Chú rất là vui mừng hạnh phúc luôn cả nhà. Theo lời chị Trang Ngô dặn á, là mua cho chú một cà phê nè. Có cà phê nha, nguồn ít sữa nha, có sữa nha, mua một ít dầu nha, có dầu luôn. Còn đây là bánh của chú và anh chị để cho các bé nó ăn. Các bé nó rất là thích ăn bánh quy luôn cả nhà mình. Và còn đây là một bao hạt mèo, một bao hạt chó và một thùng xúc xích đi mua để dành cho các bé ăn. Dạ cô chú và anh chị, đây là phần quà riêng của máy ấm TT chia sẻ với những em cún này. Đây là cái que thức ăn đó cả nhà. Đây là cái que thức ăn. Ti thấy thơm thơm, cái mùi sữa đó các bé nó rất là thích luôn cô chú và anh chị. Nên Ti cũng mang đến đây cho các bé một ít. Nó giống như là xương đó chú. Nó giống như xương đó cho nó một cục. Dạ, còn đây là bánh cả nhà. Đây là bánh thượng, đây là bánh thượng nè. Cháu cho chú, cho mấy chó ăn. Đây là một hộp sổ đun. Đây là một sổ hộp sổ nhun sán hiệu Gentac. Ti đưa xuống đây cho chú để chú sử dụng cho các bé. Đây là chai sữa tắm nè. Ví dụ quá, nếu mà chú tắm được cho bé nào thì tắm cho nó ha. Trời ơi, cả nhà mình. Dạ, dạ, dạ. Rất là vui cho các con. Em thay những em cún mèo đang sinh sống ở chỗ chú La. Kính chúc các cô chú, anh chị, mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc cả nhà mình. Bây giờ mình sẽ khui thử một chút cái que này ha. Không biết là các em nó có ăn không. Các bé ăn xong rồi Ti cũng đi về cô chú và anh chị. Vì mình còn việc nhiều việc làm lắm. À quên nữa, trời ơi, còn phải đưa số tiền dư nữa cô chú và anh chị ơi. Trời ơi, đâu có đời nào được ăn. Rất là thơm luôn đó cả nhà. Nó có mùi sữa thơm lắm. Nhưng mà chắc các em cả đời nó chưa bao giờ được ăn nó. Nên nó không biết ăn nó hụi không à. Từ từ đi. Từ từ ăn rồi ghiền nha. Từ từ ăn xong rồi ghiền nha. Chú cho các bé ăn đi để cháu tổng kết cái này cái. Nè ăn đi. Tổng kết cái số tiền mà mình đã mua ở cả nhà. Ti nhận được của chị Trang Ngô hỗ trợ cho chú là 1.600.000. À Ti mua đồ hết 780.000. 1.600.000 trừ 780.000 là còn bao nhiêu? Không biết luôn cô chú và anh chị, phải lấy máy tính ra tính. Ti không biết tính nhầm nha cả nhà. Tiền còn lại là 820.000. Ti sẽ giao số tiền này cho chú La để chú La để dành tiền mua đồ ăn cho các bé. À dạ, còn cái phần này nè cô chú và anh chị, do đường xá xa xôi mà ở đây mình không có like được cả nhà, thì cái phần quà mà bao gồm thuốc sổ giun nè, sữa tắm nè, mấy cái que này nè, mấy cái bánh thượng này với bao hạt mèo và bao hạt chó là Ti trích từ thức ăn của những em cún mèo ở máy ấm TT mang đến tặng cho các bé ở đây. Vì chú La ở xa quá cả nhà, không, mình không có điều kiện đi thăm các bé hay là gửi quà cho các con được. Nên Ti nghĩ là thôi đi lần khó có đi lần một luôn cô chú và anh chị. Ti đã nhường một chút xíu một phần đồ ăn của những em cún mèo ở máy ấm TT để gửi đến đây cho các bé.
Nói chung là cũng là công đức của tất cả mọi người dành cho các con. Thôi kệ nó, mình cũng khổ lắm cô chú và anh chị, nhưng mà mình cũng ráng chia sớt. Đường xá xa xôi quá, không ai biết chú hết. Chỉ có còn đôi người mới nhớ đến chú thôi. Vì vậy Ti mang đồ ăn. Nhà mình ơi, số tiền còn dư lại là 820. 1 triệu 6 trừ 780 là còn 820. Cháu không biết cháu tính đúng không nữa, mà cháu tính mấy. Thôi cháu giao lại cho chú ha, để dành mua thức ăn cho các bé. Hy vọng là nếu có mạnh thường quân nhìn thấy cuộc sống neo đơn khó khăn của chú Lam và các bé ở đây, sẽ giúp đỡ cho các bé nhiều hơn ha cô chú và anh chị. Chú có lời gì muốn nói chị Trang Ngô? À. À, cũng giúp đỡ gì là mấy cái chó này nó cũng vui. Vui đúng không? Với chú cũng vui nữa, cũng khỏe đúng không? Sống ở đây một mình là khi có ai quan tâm đến mình là mình rất là hạnh phúc cả nhà. Những bé Cún cũng vậy. Bé Cún thì nó đâu có biết nói, nhưng mà nó có đồ ăn thì nó cũng rất vui đúng không cô chú và anh chị? À, có đồ ăn lại vui à. Rồi, cảm ơn cả nhà. Cả nhà mình ơi, Ti xin được khép like ở đây à. Bây giờ Ti và cô chú anh chị chào chú La nè. Cũng như là các bé hẹn một ngày không xa sẽ có cơ hội gặp lại nhau ha. À, Ti cũng gửi lời thay các em Cún Mèo cũng như chú La gửi đến tất cả quý khán giả, cô chú anh chị gần xa và riêng chị Trang Ngô những gì mà may mắn hạnh phúc nhất trong cuộc sống của mình. Cảm ơn những tình yêu thương đã trao gửi cho nhau. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Bye bye cả nhà.